mới bị rớt mạng mọi người ơi, vô lại giúp Hana nha. Tự nhiên cái nó ao ra, nó không thông báo gì hết à. Bụng chi chít luôn nha mọi người. Bên kia nó còn chỗ hở, chứ bên này nó không có chỗ hở luôn á. Bên này là không có chỗ hở luôn, đó, đó, đó. Vô lại Sang ơi, bị mới bị rớt mạng đó Sang. Sao nó mờ dữ vậy vậy? Mờ không sao, em thấy mờ không sao. Ờ rõ ha, rõ ha em. Mụn của em không có xi nhê gì với mụn nãy trơn nha Sang. Với cái làn da này mà chị đảm bảo luôn, lấy mụn chạy dưỡng chất phục hồi đồ. Tụi em đi 2 buổi là da nó cải thiện rất là nhiều luôn. Chứ không có phải mà phải đi làm vi tảo, lăng kim, phi kim gì cái với cái làn da này nha. Với cái làn da này là phải lấy nhân mụn ra nha, chứ đừng có mà đi tảo, đi phi kim, đi lăn kim để điều trị mụn nha mọi người. Nguyên tắc còn nhân mụn ở dưới da, chúng ta không có nên làm những cái biện pháp xâm lấn như vậy. Em mới lấy mụn lần này về mà em nôn đi lần sau thiệt, chị cũng nôn lắm luôn á. Chị nôn cho nó có kết quả cho da của em á. Kim Lô Tô luôn rồi mọi người ơi. Con xấu gì ra, là con xấu gì ra. Nhà mình nhạc đám cưới, nhà sống Hà Tây. Lại luôn cái nhạc. Không có spa nào mở nhạc cho mình hết đấy. Nghe bài này nhớ mẹ ghê. 0947444 099 nha mọi người. Mọi chi tiết xin liên hệ 0947444 099 để được điều trị mụn. Nói chung là không phải riêng gì một mình khách nôn nên để mà có cái làn da đẹp đâu. Bên chị điều trị là cũng nôn dữ lắm luôn á. Ví dụ hôm nay tụi em đến xong rồi là lần sau để coi cái lần sau đến da nó như thế nào. Nói chung nó cải thiện thì bên chị là mừng lắm. Và nếu mà chưa cải thiện thì bên chị sẽ tìm là cái biện pháp khác để mà điều trị cho tụi em. Chứ không có phải mà bên chị bó tay đâu nha. Bên chị ví dụ mà điều trị cái lần đầu mà thấy nó cải thiện thì bên chị sẽ tiếp tục điều trị. Còn nếu mà không cải thiện thì sẽ sử dụng những cái dưỡng chất khác, những cái biện pháp khác để mà sử dụng cho cái làn da của tụi em một cách tốt nhất. Chứ không có đi theo cái khuôn khổ nào hết á. Tại vì tùy mỗi tình trạng da, mỗi tình trạng mụn mà mình sử dụng cái dưỡng chất khác nhau. Chứ không phải cứ như vậy mà xài như vậy mà xài là không phải. Em mong sẽ dính lẹo với spa của chị. Vãi. Trời ơi Sang ơi, ông ơi, em mong là sẽ không có đến spa của chị nữa thì được. Điều trị cho em xong rồi là không cần để dính lẹo đâu. Ta đi tung tăng được rồi. Dính lẹo làm gì?
dính đẹo chẳng khác nào bên chị đưa điều trị chưa có tốt cho em. Dính đẹo vài lần thôi. Nói nghe ghê quá sang người. Những cái nhân mụn nào mà hiện tại đang lấy được thì Hana sẽ lấy cho bạn nha. Còn những cái mụn nào mà nó còn dưới da là mình phải cho sức thuốc để cho nó gom nhân lại mình lấy tiếp, chứ không có lấy một lần mà tổn thương nhiều trên một cùng một vị trí của làn da nha mọi người. Lấy cục này mà nó một cục kia đòi lên rồi. Hết mụn em vẫn lại chăm sóc da được mà chị, ok em yêu nha. Vậy hy vọng mình sẽ dính lẹo với nhau. Lâu lâu thì ví dụ xì chết quá mình nổi một hai cục đồ đó thì lên lại chị xử lý nhanh gọn lẹ thì nó sẽ không có bị tình trạng mà tái mụn ồ ạt nữa. Hello Thanh Hằng, hello em yêu. Nhiều quá. Đây lấy cái mình cảm nhận bằng cái lực tay nha mọi người, chứ mình không có sử dụng cái cây mà đè trên cái làn da này nha. Nó đang rất là yếu rồi mà mình lấy cái cây á, thì nó sẽ không có bệnh, nó tổn thương da, nó sẽ lún sâu xuống da luôn. Còn mà nếu lấy tăm bông á, thì nó không có hết được cái nhân của cái tăm bông này, của cái nhân của làn da này đâu nha mọi người. Chúc các chị buổi chiều vui vẻ và ấm áp. Ok, cảm ơn nha Thảo. Nghe chút là thấy ấm rồi đó. Rảnh qua chơi đi cô hai. Dễ gì? Chắc khách cái gì? Chắc kêu em chị. Kêu chị mà. Kêu chị kêu em vậy? Kêu chị. Yên tâm lát em qua em mua bánh tráng qua cho ăn. Trời ơi vậy nha, ok la. Ai vậy? Thảo. Thảo đúng không? Ừ. Ê kêu nó mang đồ trang điểm qua nha em đi, cuối tuần em về. Thảo ơi đem bộ trang điểm của chị, của Hoài qua luôn nha Thảo. Em có đem bộ trang điểm lên luôn không? Không là khóc một chồng xong luôn đó nha. Chắc qua đem bộ trang điểm qua cho mình đó chứ gì. Ok 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 em nha. Bảo nhắn tin nhắc nó mà quên mất. Tuần về đám cưới. Mất công mất tiền đi trang điểm. Mình sẽ sử dụng cái đầu kim để hỗ trợ nhít nhẹ cái nhân mụn đối với cái làn da này nha mọi người, chứ không sử dụng cái dao để gạch nha. Cái dao để gạch thì với cái nốt mụn như thế này sẽ bị sẹo nha. Mụn bạn này nhiều quá chị, đúng rồi nhiều lắm em ơi. Không có lỗ chân lông nào mà không có mụn mà. Nè thấy cái nhân mụn nó trồi lên chưa? Là phải lấy được cái nhân mụn này thì da mới lành nè. Đâu rồi? Đó, đó thấy chưa? Thấy cái nhân mụn không? Một cục ổ viêm như vậy mình phải lấy hết cái nhân mụn này ra thì nó mới sạch được cái da mình. Nếu mọi người đừng có nghĩ lấy cái ống tre mà hút cái làn da này nha mọi người. Nó bị bể liên kết collagen ở dưới da là nó sẽ bị sẹo đó. Khách hả Dạ Quyền? Có hạn xuống rồi. Bụi hả? Bụi hả Huy? Dạ không. Lướt mũi. Chắc con Lộc đang chửi em không ngứa. Nó ngủ rồi em. Ngủ rồi. Hồi trời nó ngáy là chị quay thôi. Chị sẽ chờ giây phút đó.
mà là mà đến nỗi khách sang bên này không dám ngủ luôn mà. Mọi người đừng có sợ cái kim này nha mọi người, cái kim này là hạn chế tổn thương cho mọi người rất là nhiều rồi đó. Mọi người đừng có nghĩ là vàng làn da này sẽ không phục hồi nha. Các bạn theo dõi cái trang của Hana đi, Hana sẽ up cái kết quả điều trị cho các bạn này qua buổi lần hai quay lại. Mọi người sẽ thấy cái làn da rất là lành luôn, không hề bị viêm lên nha mọi người. Những cái nhân này là lấy nhân lên là không hề bị đứt chân nha, lấy là sạch chân luôn nha mọi người. Những cái nhân mụn ở dưới da như thế này mọi người nên lấy ra nha, chứ đừng có lấy, đừng có sử dụng cái mỹ phẩm kem bôi gì mà để mong cho nó hết nha, không thể hết được đâu nha mọi người. Lấy ra đây mà mình phục hồi gấp đây mà còn chưa hết đây, huống chi mà mọi người tưởng nghĩ là bôi cái kem gì đó mua trên mạng mấy trăm ngàn mà hết, không thể hết được đâu, lấy cái nhân ra mới hết được. Da bạn yếu dữ lắm luôn rồi, tại vì bạn cũng mụn 6 năm trời rồi mọi người, mà sử dụng mỹ phẩm rồi đi trị các kiểu luôn mà chưa có hết nha. Các bạn theo dõi cái làn da này nha, 6 năm mụn nha, Hana điều trị mụn cho bạn trong vòng 2 tháng là hết nha mọi người. Cao cái rén đi, con này cần thấp đi. Không biết mỏi tay á. Ca này điều trị mụn 1 tháng mấy 2 tháng là sẽ hết nha mọi người, chứ không có bị tái mụn lại nữa đâu. Nói chung là mụn theo bạn 10 năm, 20 năm, 30 năm gì cứ đến bên Hana. Giải quyết trong vòng trên 1 tháng 2 tháng là nó sẽ sạch hết. Mụn viêm, mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn mủ, mụn u, mụn nang gì mọi người cứ tham khảo bên Hana nha mọi người. Này. Nói chung bên Hana là lấy mụn rồi không có chừa mụn cho khách đâu nha, lấy những cái nốt mụn nào mà lấy được lại lấy hết nha mọi người. Phúc ơi, ủa hôm qua được mà coi live stream được hả Phúc? Không biết phải bạn Phúc đó không mà nói như thiệt luôn. Đúng rồi nha, sang Tết nay là có làn da tung tăng đi ăn Tết nha. Em chị trị cho em hết mụn da khỏe rồi, lâu lâu em đi dưỡng lại là ok hả? Ở cái vị trí cái cằm này nó hơi đau chút xíu nha mọi người, tại da nó mỏng quá. Theo kịp tiếp tàu tay em không nhỉ? Kịp. Hỏi khách theo kịp không nhỉ? Em ơi em đau kịp không em? Chưa hết đau chỗ này sẽ tới đau chỗ khác rồi.
chắc mình lấy về nhẹ cả 2 ký trên mặt. Nói chung là lấy mụn chiến này là về bạn bị sút ký nha mọi người. Sút cả 2 ký à. Em biết chị nhờ TikTok nè. Ủa vậy hả Đào Xuân Hương? Trời ơi. Mai mốt em ghé chị ok nha Hương. Em ghé chị đi. Đáng lẽ chị like TikTok đó, mà TikTok ở đâu có cho like cái mụn này đâu, nên chị phải qua Facebook chị like vậy nè. Mọi người qua bên TikTok qua thì mọi người like cái trang của Hana, trang Facebook này á. Coi mụn nhiều hơn, coi mụn dễ hơn. TikTok nó hay bị hạn chế lắm. Cấm luôn. Bây giờ đăng clip mụn lên nó không cho nữa. Mai mốt mình sẽ đăng cái clip review thôi. Mai mốt da em đẹp nhớ review da em nha chị. Ok em nha. Trời ơi chị là... Ai mình dịch tiền vậy? Sang. Sang tự bia Sang á. Ý là Sang mai mốt Sang đẹp đó. Sang bia cho chị nha. Da bạn mụn chi chít luôn. Không biết lấy từ đâu và kết thúc từ đâu luôn. Nhất định luôn, ok em. Nặng vậy mất phí nhiều không ạ? 200 ngàn một lần nha Mai Vũ. 200 ngàn một lần như thế này nha em. Còn em muốn chạy thêm dưỡng chất thì từ 200 tới 400 thời gian chất phục hồi da luôn á. Đau cả lưng. Mụn bạn nhiều lắm. Còn cái chạm chứ lấy nữa. Ôi trời ơi. Khóc mình đồng thông luôn rồi. Bé ở bên cạnh ngồi chờ mọi người luôn. Có bạn gì không bé? Ok ok. Phục hồi da luôn là giá thêm 200 ngàn hoặc 400 ngàn nha em. Có nghĩa là nó có hai liệu trình cơ bản là phục hồi da, lấy mụn phục hồi da 400 hoặc lấy mụn phục hồi da 600. Rồi thôi mình kết thúc cái like đây.